võ thần chúa tể chương năm nghìn thật không có đạo đức nếu như hôm nay sâm minh quỷ vương thật là u minh đại đế dưới quyền vạn cốt minh tổ như vậy người này là ai đám người bỗng nhiên nhìn về phía tần trần ánh mắt hoảng sợ tê giờ khắc này đám người phù long quỷ tổ đều hít vào khí lạnh vẻ mặt dại ra nếu như sâm minh quỷ vương trước mắt thật sự là một trong thất đại quỷ tướng dưới trướng u minh đại đế ngày xưa vậy thân phận của tần trần tuyệt đối là bọn họ có khả năng dễ dàng đoán. Ra, Minh Chủ. Đồng thời vạn cốt Minh Tổ đối với Tần Trần xưng hô, cũng làm cho bọn hắn trong lòng thầm kinh, có rất nhiều suy đoán. Lúc này, Tần Trần cũng rốt cục từ trong cảm giác đối với quỷ vương chi nhận phục hồi tinh thần lại, hắn giơ tay lên. Thanh quỷ vương chi nhận này chính là đã rơi vào cách đó không xa vạn cốt minh tổ trong tay, để vạn cốt minh tổ không khỏi ngẩn ra, trần thiếu, cái này quỷ vương chi nhận này về sau sẽ cho ngươi sử dụng. Tần Trần thản nhiên nói, vạn cốt minh tổ nhất thời hưng phấn lên, hắn vẽ mặt tươi cười. Không ngừng cọ sát trước mặt quỷ vương chi nhận, tuy rằng trước đó hắn đối với quỷ vương chi nhận này cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại Tần Trần lại nói đem quỷ vương chi nhận này cho hắn sử dụng, nhất thời để cho hắn hưng phấn không thôi, miệng đầy nước miếng đều nhanh chảy xuống, hắc hắc, đa tạ minh chủ đại nhân, thuộc hạ tất nhiên cố gắng, không phụ mong đợi của minh chủ đại nhân vạn cốt minh tổ cười hắc hắc nói hắn vốn là có vạn minh lưu ly cốt một thân phòng ngự cực kỳ kinh người chẳng qua bởi vì thần hồn chưa từng hoàn toàn khôi phục thực lực chưa có khôi phục đến đỉnh phong cho nên ở phương diện công kích còn có chút khiếm khuyết mà thôi đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn lâu không bắt được tử thần mộ chủ bọn họ nhưng nếu có thể khống chế quỷ vương chi nhận này chẳng khác nào bổ khuyết khuyết điểm của hắn ở phương diện công kích này, lấy tu vi hắn đã từng, nếu có thể triệt để khống chế quỷ vương chi nhận này, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp bội, ít nhất so với tử thần mộ chủ khi thi triển uy lực mạnh. Hơn nhiều. Vạn Cốt Minh Tổ ở trước mắt bao người vũ động vài cái quỷ vương chi nhận, nhất thời quỷ khí dày đặc bắt đầu khởi động mà ra, đem hư không đều chém ra từng đạo gần sống rước lấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của đám người phù long quỷ tổ. Đây chính là tử thần liêm đao A, di khí chi địa cao cấp nhất minh bảo một trong, nếu là bọn hắn có thể lấy được, nhất định có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên gấp đôi không chỉ, chỉ tiếc, hôm nay bị vạn cốt minh tổ lấy được, bọn hắn là trăm triệu không dám đi lên. Cướp đoạt Được rồi, thu lại đi, nho nhỏ quỷ vương chi nhận mà thôi ngạc nhiên cái gì. Tần Trần khinh thường nhìn trước mặt cầm quỷ vương chi nhận dương dương đắc ý yêu thích không buông tay vạn cốt minh tổ, vẻ mặt không nói gì, còn là một trong thất đại minh tướng, giống như chưa từng trải đời. Đối với quỷ vương chi nhận này, Tần Trần cũng không để ở trong lòng, hắn đã có thần bí kiếm rỉ, cái khác bất kỳ bảo binh đều không bị hắn để ở trong mắt, mà bên người hắn nhiều người như vậy, cũng chỉ có vạn cốt minh tổ có thể đem này quỷ vương chi nhận uy lực hoàn toàn phóng thích ra cho nên giao cho vạn cốt minh tổ là thích hợp nhất, hắc hắc, được minh chủ đại nhân. Vạn cốt minh tổ cũng không để ý tới sự trào phúng của tần trần, vung tay lên, quỷ vương chi nhận trong nháy mắt biến mất, bị hắn thu lại, sau đó, ánh mắt tần trần nhẹ nhàng rơi vào trên người đám người phụ long quỷ tổ xa xa, bị ánh mắt tần trần nhìn chằm chằm. nội tâm đám người phụ long quỷ tổ nhất thời lập bập một chút. Chúng ta không biết là minh chủ đại nhân đại giá quan lâm, lúc trước nếu có tội, mong rằng thứ lỗi. Phù Long quỷ tổ vội vàng chấp tay hành lễ. Cấm khu chi chủ khác cũng đều chấp tay, nội tâm thấp thỏm sợ hãi, thật sự là tần trần thủ đoạn thật đáng sợ, liên tiếp chém giết bốn tôn cấm khu chi chủ, có thể nói là đã giết đám người phù Long quỷ tổ sợ hãi, huống chi bây giờ bọn họ còn bị tần trần không gian mê cung cho vây khốn, tự nhiên càng thêm không dám làm càng, chứ vị cần gì khách khí như thế, gọi ta là Minh Huynh là được, Tần Trần nhìn đám người phù long quỷ tổ, đột nhiên nở nụ cười. Hắn vung tay lên, quanh một tiếng, trong chốc lát, vô số lực. Lượng không gian xung quanh chợt biến mất. Đám người phù long quỷ tổ chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố áp bách trên người bọn họ trong nháy mắt tan thành mây khói, phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Cái này, thu hồi lĩnh vực thần thông, đám người phù long quỷ tổ đều lộ vẻ kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn tần trần, hiển nhiên không ngờ Tần Trần lại trực tiếp thu hồi không gian thần thông, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ mượn chuyện này uy hiếp gì đó. Bản Minh Chủ lúc trước đã nói, bản Minh Chủ đi tới nơi đây là vì nghĩ biện pháp cùng chư vị rời đi nơi đây. Vốn cũng không có bất kỳ ý tứ muốn cùng chư vị là địch, lúc trước sở dĩ đồng thủ, đơn giản là vì tử thần mộ chủ bọn họ nhất định phải cùng bản Minh Chủ là địch ngươi sống ta chết, bản Minh Chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể giết bọn họ, thật sự là đáng tiếc tần trần thở dài nói ngữ khí thành khẩn chung quanh đám người phù long quỷ tổ một đám trận mắt khá hốc mồm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tần trần lúc trước cường thế chém giết tử thần mộ chủ mấy người chỉ nghe tần trần hiện tại mà nói còn tưởng rằng hắn là bị khi dễ một phương đâu bất quá tần trần đều nói như vậy bọn hắn tự nhiên chỉ có thể theo tần trần nói tiếp ai tử thần mộ chủ bọn họ cũng thật là vô cớ đắc tội minh huynh bây giờ thần hồn đều tiêu tán, cũng là bọn họ đáng tội, đúng vậy, tử thần mộ chủ bọn họ xem như tự tìm đường chết, cũng không trách Minh Huynh, Minh Huynh đã rất nhân từ, là tử thần mộ chủ bọn họ nhất định muốn tìm chết, sống thiếu kiên nhẫn nhân, vậy cũng không có biện pháp. Đám người hương ngạc chi tổ nhau nhau gật đầu nói, vẻ mặt đầy căm phẫn, một. Bên, huyết sát quỷ tổ há to miệng. Ánh mắt dại ra, hắn lúc này chỉ cảm thấy trước mắt hư ngạc chi tổ bọn họ vô cùng dối trá thân là cấm khu chi chủ còn có thể càng không có tiết tháo một chút sao chẳng lẽ vì mạng sống hoặc là vì không muốn đắc tội minh chủ trước mắt có thể đổi trắng thay đen như vậy thì phi chẳng phân biệt được thậm chí từng câu chuyện ma quỷ liên thiên cũng không biết đỏ mặt sao huyết sát quỷ tổ nội tâm vô cùng căm phẫn bóp đúng lúc này vạn cốt minh tổ chẳng biết lúc nào đi tới huyết sát quỷ tổ bên người một cái tác vỗ vào trên vai của hắn. Nhất thời đem hắn hoảng sợ, huyết sát, tiểu tử ngươi nói thế nào? Vạn cốt minh tổ nhất miệng nhìn huyết sát quỷ tổ, đám người phù long huynh nói quá tốt, tử thần mộ chủ bọn họ tội đáng chết vạn lần, nhiều lần ra tay với minh chủ đại nhân, quả thực tội không thể tha thứ, minh chủ đại nhân chỉ là đem thân thể bọn họ đánh nổ, thần hồn diệt vong, đã là vô cùng nhân từ, nếu đổi lại là những người khác, gặp phải ghê tởm như thế, sợ là đã sớm tinh luyện thần hồn của tử thần mộ chủ bọn họ, mỗi ngày rèn luyện tra tấn. Để cho bọn hắn vạn kiếp không được siêu sinh, huyết sát quỷ tổ đối với tầng trần cúi đầu thật sâu, minh chủ đại nhân nhân từ, huyết sát trong lòng vạn phần kính nể, hôm nay càng là thả cho một con đường sống, thật sự là ta di khí chi địa rất nhiều cấm khu chi chủ phúc phận. Huyết sát quỷ tổ ngữ khí sụt sôi, khiến đám người phù long quỷ tổ trận mắt khá hốc mồm, thật xảo không nghĩ tới huyết sát quỷ tổ lại là người như vậy, cái này miệng đầy mê sảng quả thực so với ai nói đều trượt, thả ngươi một con đường sống. Tần Trần quay đầu, nhàn nhạt nhìn huyết sát quỷ tổ, bản minh chủ có nói như vậy sao, huyết sát quỷ tổ trong lòng lập bộp, sau lưng có mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng chắp tay, minh chủ đại nhân, tại hạ thật sự đã biết sai, kính xin minh chủ đại nhân xuống ngựa. Huyết sát quỷ tổ vô cùng sợ hãi, các bạn đang nghe truyện tại Tán Tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ